Peekaboo, ladies and gentlemen. Mọi người ơi, các chị em nhà mình ở xa về Việt Nam du lịch, tại sao chúng ta không tranh thủ đến với Mega Gangnam? Trong mùa hè này thôi, chúng ta có cơ hội nhận được những ưu đãi chuẩn business. Và những ưu đãi đó là gì? Thì bây giờ xin mời mọi người hãy theo chân em để đi đón hai chị Việt Kiều là chị Angela và chị Vivi đến với Mega Gangnam làm đẹp để cùng khám phá nha. Dạ em chào hai chị. Hello dạ, em. Mời chị xuống ạ. À. Ở đây, đứng ở đây. Hello Tấn. Dạ, chào chị ạ. À. Dạ, good morning hai chị. Không biết là chúng mình đã ready chưa để chuẩn bị tìm lại tuổi thanh xuân nha. Chuẩn bị sẵn xe VIP đến tận khách sạn đi đón hai chị vậy là quá là chu đáo luôn, perfect. Ok, let's go em. Dạ thôi mình đi ạ, mình vào trong ạ. Ok, ok. Dạ bữa giờ thì em cũng chưa biết là hai chị cơ duyên nào mà mình lại sắp xếp về Việt Nam làm đẹp cùng với nhau vậy ạ. Thì bên Mỹ tụi chị có một cái rất chuyên review về những cái phương pháp làm đẹp của chị em phụ nữ. Sao mà chị với chị bà này cứ nói chuyện với nhau, thân nói chuyện với nhau. Xong rồi thân lúc nào cũng biết đâu. Bà này á là stay at home mom, là Việt Nam mình kêu là gì ta, là nội trợ. Nên là bà rất là rảnh rỗi, bà là thường xuyên đến nail chị mà làm suốt luôn á. Yes, tụi chị đó quyết định là sẵn đi du lịch rồi về làm đẹp luôn. Nói chung là tụi chị cũng thấy là cái group Việt Nam á là khen rất là nhiều. Là nói là đến Mega Gangnam làm là excellent. Cái công nghệ là chuẩn Hàn Quốc. Dịch vụ là chuẩn Mỹ mà giá thì rất là Việt Nam. Cho nên đó là tụi chị book ở bên này luôn đó. Dạ, chính xác là hai chị đợt này về nước mà mình lựa chọn Mega Gangnam để làm đẹp là một quyết định hoàn toàn đúng đắn luôn ạ. Bởi vì hiện tại tụi em đang có chương trình là Việt Kiều về nước, trẻ đẹp mỹ miều, đặc quyền thương gia. Dạ. Và khi hai chị đăng ký gói Meta Elite cùng với bác sĩ Hàn thì mỗi chị sẽ được tặng một combo quà tặng lên đến 130 triệu đồng. Wow. Tức là tương đương 5.000 đô la Mỹ ạ. Yes, 5.000 lần đó bà nha. Thứ nhất là mình sẽ có một liệu trình trẻ hóa vùng da cổ Meta Elite trị giá 70 triệu đồng. Và tiếp theo nữa, mình sẽ có 3 buổi căng bóng Moon One trị giá 21 triệu đồng. Tiếp tục mình sẽ có một liệu trình kích thích nâng tóc trị giá 10 triệu đồng và một liệu trình Venus Hand trẻ hóa bàn tay trị giá 10 triệu đồng. Chưa dừng lại đâu, tiếp tục nữa mình sẽ có một liệu trình điện di collagen trị giá 5 triệu đồng nữa. Wow, yeah. Ok, so good. Nhưng mà còn gì nữa không em? Oh my god, bà bớt business đi. Tất cả những quà tặng này á thì đều vẫn còn cho hai chị luôn nha. Hai chị sẽ được tặng lên đến 3 đêm nghỉ dưỡng tại resort 5 sao ở Vũng Tàu hoặc là Phú Quốc. Tiếp tục mình sẽ được tặng mỗi chị một túi cói khổng tước cao cấp. Wow. Dạ, dạ đây hai túi cói dành tặng cho hai chị. Dạ, ưu đãi của bên em á vẫn chưa dừng lại tại đây đâu. Hai chị cho em xin lại bill vé máy bay cũng như là book khách sạn thì mình sẽ được Mega Gangnam hỗ trợ tối đa chi phí cho mình ạ. Oh, really? Dạ. Tuyệt vời quá bà ơi. Thôi tối bà quyết định luôn đi. Ok, giờ vậy là em đăng ký cho tụi chị luôn đi. Nhưng mà nhớ là sắp xếp sao cho chị với bả làm chung với nhau nha, mà không có bả là chị buồn lắm. Dạ, hai chị cứ yên tâm là em sẽ đồng hành cùng với hai chị trong suốt quá trình làm đẹp tại Mega Gangnam. Và hai chị cần gì thì cứ chia sẻ hoặc là nói với em nha. Wow, trời ơi em cứ tưởng đâu là hai thiên thần của Victoria's Secret nào đang ở đây chứ không? Hai chị xuất hiện trẻ đẹp rạng ngời quá chừng luôn á. Con định dễ sợ luôn á, bà cũng mắc cỡ quá hả? Bà này người ta khen thì nhận đi. Thấy kêu em nha. Ngày mai là hai chị em của chị là đi Phú Quốc rồi. Đi bằng cái voucher 5 sao resort mà bên Mega Gangnam tặng đó. Trời ơi, bữa nay hai đứa mình đẹp rồi ha, đi ra biển là tha hồ chụp hình luôn.
là với làn da trẻ đẹp mỹ miều, sang trọng và quý phái như hiện tại á, thì mình đi chơi, mình đi du lịch á, mình cứ chụp hình bất chấp cảnh thường cho em. Bây giờ thì em xin phép là chúc hai chị sẽ có một chuyến đi du lịch nè, nghỉ dưỡng tại resort 5 sao thiệt là ý nghĩa, thiệt là thú vị nha. Và các chị đẹp xa quê ơi, nếu như các chị muốn được như chị Vivi nè và chị Angela đã trải nghiệm dịch vụ Meta Elite tại Mega Gangnam, cũng như là hưởng trọn ưu đãi xuất sắc lên đến 130 triệu đồng, thêm nữa mình sẽ có 3 voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao và hỗ trợ chi phí vé máy bay cũng như là chi phí lưu trú, thì các chị hãy nhanh tay giữ cho mình một suất ưu đãi bằng cách để lại thông tin phía bên dưới hoặc là gọi đến số hotline của Mega Gangnam nha. Việt kiều về nước, trẻ đẹp mỹ miều, đặc quyền thương gia. Mùa hè này, Mega Gangnam giúp hành trình về nước tìm lại thanh xuân của khách hàng Việt kiều thêm trọn vẹn cùng những ưu đãi đặc quyền chuẩn hãng thương gia, bao gồm trợ giá vé máy bay khứ hồi, quà tặng lên tới 3 voucher nghỉ dưỡng tại các resort 5 sao cao cấp ở Việt Nam, trợ giá khách sạn lưu trú, xe VIP đưa đón. Đặc biệt, khi khách hàng sử dụng liệu trình trẻ hóa toàn năng Meta Elite bác sĩ Hàn Quốc còn được tặng kèm combo làm đẹp miễn phí, bao gồm một liệu trình Meta Elite vùng cổ trị giá 70 triệu, 3 bụi cấy căng bóng môn quanh trị giá 21 triệu, tặng một liệu trình Venus Hand trẻ hóa bàn tay 10 triệu, một liệu trình kích thích nang tóc trị giá 10 triệu, một liệu trình điện di collagen cao cấp trị giá 5 triệu. Một túi gói khổng thước sành điệu được Mega Gangnam thiết kế độc quyền. Liên hệ ngay hotline của Mega Gangnam hoặc để lại thông tin để được tư vấn.